Tiếp tục cho bóng đây đó. Con đường của Văn Dương, của Văn Quân Anh. Bằng cú đầu của Trần Đình Dũng đã đánh bại được Kevin. Quả bóng. Trận đấu hoàn hảo của Phan Văn Đức. Tấn công thể tin nổi. Tấn công thể tin nổi. Sức ép đã được chúng ta cụ thể bằng bàn thắng săn bằng tỷ số. Thank you.